Thưa anh chị, ở đất nước chúng ta có một sản phẩm chính trị mà không có đất nước nào có, từ cổ chí kim cũng không có luôn, đó là tin đồn. Tin đồn của chúng ta đặc sắc, không giống với bất cứ tin đồn nào trên thế giới cả. Một người bạn đã gửi cho chúng tôi một bài viết về tin đồn, không rõ tác giả, gọi là khuyết danh. Chúng tôi xin trích nguyên văn xem như là đề dẫn của bài quỷ nói chuyện hôm nay, và chúng ta cùng trao đổi với nhau một chủ đề rất thú vị này. Thưa các chị, những thông tin về nhân sự, đọc và phân tích cách một số Facebooker viết lâu nay về nhân sự, có thể thấy là một tay thủ túc của trung minh chủ nào đó nhồi tin nhằm đưa ra mạng xã hội. Đương nhiên một phần là tự bản thân Facebooker đó phân tích, nhận định, đưa ra góc nhìn thêm. Tin của họ được đưa theo tỷ lệ 82, trong đó 10 tin có 8 tin chưa chắc đã quan trọng nhưng mà thật, xen vào đó là 2 tin khá mập mờ, trong đó có một tin được tung ra nhằm định hướng dư luận xã hội. Nguồn tin có thể được tung ra với những mục đích như sau: rung chà cho cá nhảy, thăm dò dư luận, ra đòn. Những thông tin này lan tỏa rất nhanh vì nó thỏa mãn được các đặc tính tâm lý của người Việt. Xuất phát từ tin nước ngoài nên các Facebooker nói viết cũng khá thoải mái hơn. Cách viết cũng khá thẳng và thật, không lươn lẹo, uốn éo như một số Facebooker chuyên viết chính trị trong nước. Thưa các chị, đây là nhận định của tác giả khuyết danh, không phải là nhận định của tôi. Tôi xin lỗi nha những người viết trong nước. Nhiều anh chị muốn làm KOL, muốn thỏ ra thạo tin, nên với những ngay những thông tin đó tiếp tục phân tích và nhận định theo suy nghĩ cá nhân của mình. Từ đó tạo ra một rừng thông tin theo đúng dòng chảy người tung tin muốn. Theo dõi một thời gian dài, tôi thấy trên mạng xã hội xuất hiện có khoảng 2-3 Facebooker đưa tin nhân sự khá chính xác, toàn những tin nặng ký. Những nguồn tin này là tin tình báo nhưng nó xuất phát từ tình báo Hoa Kỳ, Hoa Nam hay là cơ quan chức năng thì chúng ta không thể xác định được. Tin được tung ra với mục đích nào, quan sát kỹ, phân tích diễn biến theo chủ sự việc, có thể sẽ đoán được các nhóm chung lợi ích chính trị và minh chủ đứng sau nó là ai, tuy không thật sự rõ ràng. Đọc các bài viết về nhân sự cũng như những bình luận ở dưới các bài viết đó gạn lọc cũng có nhiều cái thú vị. Bởi suy cho cùng, làm chính trị là cách thức làm sao để nắm được đám đông. Một phần nào đó, cách nắm đám đông của các minh chủ thông qua mạng xã hội cũng cho thấy bức tranh chính trị của Việt Nam hiện nay. Thưa các anh chị, chúng ta cùng nhau bàn thảo về chủ đề trên đây. Tin đồn là gì? Và vì sao tin đồn thường đúng? Thường đúng. Có một bà chị kia, bà làm nghề làm tóc, cắt tóc, uống tóc gì đó cho phụ nữ. Có lẽ trong thời buổi ế ẩm nên chị viết lên mạng xã hội là ai mà không đi làm tóc làm đẹp thì ngày mai không được ra đường, và chị sợ đâu một bức ảnh công an vào kiểm tra một tiệm tóc mà chị đăng lên. Thế thôi, ban đầu cũng không ai chú ý, ai cũng biết là trò đùa, nhưng sau đó có người đi báo cáo hay gì đó, cho nên các đồng chí công an đã mời chị lên và chị đã nhận lỗi, và sau đó chị nói chị bịa ra cho nó vui thôi chứ chẳng có ý gì cả, tiệm ế quá thì phạt chị 7,5 triệu. Đó không phải là tin đồn, thưa các anh chị. Đó không phải là tin đồn mà thứ mà chúng ta đang bàn tới. Thứ hai nữa, có một sự việc đang xôn xao dư luận. Đó là tài khoản cá nhân mang tên Thắng Đặng, con thích xanh, đã tố cáo Chủ tịch Dương Công Minh bị cấm xuất cảnh có liên quan đến một số đại án. Sau đó, Chủ tịch Dương Công Minh và ngân hàng Sacombank đã ra thông báo bác bỏ thông tin này. Chủ tịch Dương Công Minh vẫn trong tình trạng bình thường, không bị cấm xuất cảnh. Thứ hai nữa, Chủ tịch Dương Công Minh không liên quan gì đến các vụ án đang diễn ra, đang xét xử. Chủ tịch Dương Công Minh và Sacombank đang hoạt động rất bình thường. Tất cả những thông tin mà tài khoản Thắng Đặng nêu lên là vu khống, bịa đặt. Ngay sau đó, người phát ngôn Bộ Công an là Trung tướng Tô Ân Sô cũng có thông tin rằng đến thời điểm này, ông Dương Công Minh không nằm trong diện cấm xuất cảnh và Bộ Công an sẽ xử lý nghiêm những người thông tin bịa đặt, vu khống nhân dân và nhân dân. Như vậy, thông tin từ tài khoản của Thắng Đặng cũng không phải là tin đồn. Đó là một tố cáo, mà tố cáo đó được khẳng định sai sự thật. Sai sự thật. Còn việc xử lý như thế nào, thuộc người bị xâm hại là Sacombank và ông Dương Công Minh có tố cáo hay không, và công an xác định sự thật như thế nào. Đó cũng rất thú vị, chúng tôi cũng sẽ thông tin đến các anh chị diễn biến vụ việc này. Còn tin đồn chúng ta muốn nói ở đây là những nguồn tin về nhân sự, như là sẽ bắt ai đó, sẽ thay thế cán bộ này bằng cán bộ kia,
nghe thì rất vô lý. Tôi mỗi lần tôi đọc được những tin này, tôi đọc bằng một mắt thôi, còn gì. Tôi sợ đọc hai mắt tôi sẽ bị bắt. Rồi nghe cũng bằng bịt một lỗ tai lại, nghe bằng một bên tai thôi, sợ bị bắt. Thí dụ như là ông Lý Đức Thọ đang là bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, như thế mà họ dám đồn là ông này sẽ tuần sau thôi sẽ bị cách chức, sẽ bị cách chức, và tuần sau nữa sẽ bị bắt vì kê khai tài sản không trung thực. Họ còn nói trong toàn tài khoản ngân hàng của ông với vợ ông có bao nhiêu tiền nữa, nói chính xác là con số luôn. Không ai, nói chung là với một cái nền tảng pháp luật và trải nghiệm cá nhân hoặc trải nghiệm cộng đồng đó nào đó thì không có cơ sở nào cho tin đồn này cả. Mà theo lý thuyết, một người có đầu óc, có thần kinh bình thường không thể tin vào những tin đồn như thế được, quá vô lý, phải không? Nhưng mà rất nhiều người tin theo, và những người tin theo đó là đúng, tin đồn đó sau đó xuất hiện đúng y vậy. Ông Lê Đức Thọ bị kỷ luật và sau đó bị bắt, và trong thông báo cũng y như tin đồn vậy thôi, thì câu chữ nó ngắn gọn mà mang màu sắc chính trị hơn thôi. Mà chưa hết, đêm chiều muộn 7 tháng 3 thưa chị, chiều muộn 7 tháng 3 mới đây thôi, thì người dân Quảng Ngãi có tin đồn là ông Cao Khoa, nguyên là chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đó, nhiều năm rồi, sẽ bị bắt, chút xíu nữa thôi sẽ bị bắt. Tin đồn như thế nghe rất vô lý, trong khi ông này còn lân tân trong nhà tập thể dục, đi ra đi vô tập thể dục có gì hết á. Nhưng nửa đêm hôm đó, xe của Bộ Công an bao vây nhà Cao Khoa và bắt Cao Khoa. Rồi sáng hôm sau 8 tháng 3 lại có tin đồn hôm nay sẽ bắt tiếp cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Vĩnh Phúc, gồm hết Vĩnh Phúc đi, nó đồn như thế. Thì mọi người rất ngạc nhiên, tại vì bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu quốc hội mới bỏ phiếu tín nhiệm cách đây một tháng, và số tín nhiệm vẫn cao, rất cao. Rồi sáng 8 tháng 3 đó, ngay trong ngày đó, báo chí đang hoạt động của Hòa Lan như thế nào, rồi ông Lê Duy Thành, chủ tịch tỉnh, còn lên đăng đàn nói rằng, trong cuộc họp nói rằng cán bộ phải chấp hành nghiêm chỉ đạo của bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh, và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước chủ tịch tỉnh nếu không thực hiện đúng nghị quyết của tỉnh ủy và chỉ đạo chủ tịch tỉnh. Ngay buổi sáng 8 tháng 3, các tờ báo lớn, báo chí cách mạng Việt Nam còn đăng tin đó, chứng tỏ là rằng hoạt động bình thường, và họ vẫn là đương chức. Một người là chủ tịch tỉnh, một người là ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu quốc hội. Thế mà có kẻ dám thông tin rằng chiều nay, trưa nay thôi sẽ bị bắt. Thông tin như thế rõ ràng mà chưa, mà thường là chúng ta thấy là những người có chức vụ quyền hạn như thế thì sẽ có rất nhiều bước kiểm điểm, rồi bước thông báo kỷ luật, rồi bước kỷ luật. Sau đó là một thời gian sau, thường là rất lâu nữa, cả tháng, quá trình đó cũng nửa năm mới bị bắt. Còn bây giờ họ đồn y như là xảy ra liền, không ai tin cả. Người thần kinh bình thường không tin. Còn nhiều người, rất là nhiều người mà thần kinh tốt, không rất là tốt hơn người không bình thường thì tin, mà họ tin như thế lại đúng như thế. Và trưa hôm đó, Bộ Công an đẩy chị Hoàng Thị Thúy Lan, chị chưa kịp gắn lông mi như thói quen, đẩy lên xe thùng chở đi, bắt Lê Duy Thành, chủ tịch tỉnh, và phía đầu bên kia thì ở Vĩnh Phúc, còn đầu bên kia ở Quảng Ngãi bắt Đặng Nhân Minh, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, đương nhiệm. Mà chưa hết kinh hồn, sau đó thì họ nói là ngày mấy tháng mấy trung ương sẽ họp bất thường, ngày mấy tháng mấy quốc hội sẽ họp bất thường để cho chủ tịch nước nghỉ việc theo nguyện vọng. Tôi không tin nó, thì xuất các chị không có một cái động thái nào trước đó cả, mà nguyên thủ quốc gia đâu mà giỡn. Sau đó y như vậy, sự việc y như vậy, qua thông báo cũng dồn dập toàn thông báo chính thức chính xác như thế. Thì đó là tin đồn. Trước đó nữa chúng ta thấy còn rất nhiều, ngày nào bắt Nguyễn Thanh Long, bộ trưởng Bộ Y tế, ngày nào bắt Chu Ngọc Anh, chủ tịch thành phố Hà Nội, rồi ông trước đó Nguyễn Đức Chung, ngày nào bị bắt, rồi tài xế vô ăn cắp, thư ký vô ăn cắp tài liệu, sao tả tường tận như là chính mắt họ nhìn thấy. Nhưng sau đó quá trình điều tra, kết luận điều tra cho thấy cũng giống như vậy, chỉ sai biệt chút ít thôi. Tin đồn gì mà lợi hại dữ vậy thưa anh chị? Vậy thì tin đồn kiểu như vậy xuất phát từ đâu? Các Facebooker thạo tin nhất, các nhà báo thạo tin nhất cũng không thể
dám tung ra những tin đồn như vậy. Nhà báo có những kỷ luật khắc ngôn không thể viết ra được rồi. Các Facebooker hoạt động tự do, nhưng tự do của ông cũng có nghĩa là ông thò một chân vô tù. Nó nhanh lắm, nó nhanh lắm. Nếu tin cái đó không chính xác, nhưng tại sao những tin đồn đó không ai bị xử lý cả, mà xử lý cái bà thợ uống tóc? Bởi vì tin đồn sau đó đúng sự thật. Như vậy họ phải có nguồn tin. Nguồn tin đó từ đâu? Đó là vấn đề của chúng ta cần biết. Thưa chị, chúng tôi đã đọc Đông Châu Liệt Quốc, Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc, Thủy Hử Dân Dân và Dân Dân. Việt Nam phải đọc Hoàng Lê Nhất Thống Chí, rồi lịch sử Việt Nam Dân Dân và Dân Dân, đủ các thể loại. Đọc hồi ký của Mốt Sơ Đa Văn, tướng một mắt của Do Thái, lịch hồi ký của các tướng lĩnh quân đội Mỹ, tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa, tướng lĩnh của chúng ta Võ Nguyên Giáp, rồi Dân Dân và Dân Dân, các vị tướng huyền thoại trên thế giới, rồi lịch sử tình báo thế giới. Không bao giờ thấy nơi nào có một dạng thức thông tin mang tính chất tin đồn chính trị mà lại hấp dẫn, mà lại chính xác như ở đất nước chúng ta trong thời điểm hiện nay thôi. Là như thế nào, thưa các anh chị? Rất may tôi có thể tôi không thể trả lời trực tiếp các anh chị được, nhưng rất may chúng tôi có một cái ví dụ, và từ đó chúng ta có thể rút ra được kết luận là vì sao có dạng thức tin đồn như ở Việt Nam và nó gần như chính xác. Đó là việc Đường Tăng đi thỉnh kinh. Đường Tăng đi thỉnh kinh thì như chúng ta đã biết rồi, thời đại của Đường Tăng đâu có Zalo, đâu có Twitter, đâu có Instagram, đâu có Facebook, đâu có YouTube, đâu có TikTok. Nhưng mà ông Đường Tăng đi tới đâu, từ Đông Thổ Đại Đường đi đến đâu xa xôi muôn dẻo trậm, thì yêu quái các phương trời, 36 động, 72 đảo gì đó đều biết, ăn thịt Đường Tăng thì sẽ trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Để thì ai tung ra tin đồn đó? Lũ yêu quái nó tu luyện từ cây liễu, cây quế, con chồn, con cáo, con cá, con ngựa, con khỉ, thì làm sao nó biết chữ? Mà chữ Trung Hoa rất là khó khăn, rất là khó đọc chứ không phải như bây giờ, rất khó phổ biến. Mà cũng không có tivi, không có radio, không có phương tiện gì cả. Vậy thì tại sao lũ yêu quái đó khắp nơi cả thiên hạ đều biết là ăn thịt Đường Tăng sẽ trường sinh bất tử? Ai là người loan truyền tin đó? Thưa anh chị, theo anh chị đó là ai? Đường Tăng Tề Thiên thì không thể loan tin được rồi. Người dân bình thường, người dân chúng ta thấy rằng người dân Trung Quốc thời đại đó, người ở đâu ở đó, làm gì mà biết chuyện gì mà loan tin, mà sao mà loan được? Ở trong rừng, trong núi xa xôi muôn dặm, những con thú trên núi lập hang động, lập phủ đó cũng biết ăn thịt Đường Tăng là trường sinh bất tử. Vì ai tung tin đó? Và chúng ta thấy rằng trong việc Đường Tăng ở Đông Thổ Đại Đường sinh ra lớn lên căn tu như thế nào, rồi Tề Thiên đại náo thiên cung như thế nào, 500 năm qua Quả Sơn như thế nào, rồi được đi thỉnh kinh như thế nào, tất cả đều do trong bàn tay Phật Tổ. Vậy thì nếu không phải là Phật Tổ tông tin được cho đủ yêu quái và tất cả các nơi biết ăn thịt Đường Tăng là trường sinh bất tử để tạo nên những kiếp nạn, những khó khăn để thử thách tinh thần của các thầy trò Đường Tăng, thì là ai đây? Thì là ai đây? Chúng tôi đọc đi đọc lại Tây Du Ký và chúng tôi khẳng định ông nội, ông tổ sư Bồ Đề và việc thật tung tin đồn ăn thịt Đường Tăng trường sinh bất tử chính là Phật Tổ Như Lai, chứ không là ai khác. Rồi, chúng tôi nói như thế thì các anh chị sẽ biết tin đồn ở Việt Nam nó xuất phát từ đâu rồi, phải không thưa các anh chị? Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều, và xin đừng comment nêu ra một cái tên nào cả. Xin cảm ơn các anh chị.